Đây là đơn hàng của bạn Vân Anh. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 320.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một chiếc bìa kẹp giấy A4. Một hộp bút cacao. Một chiếc compa kèm hộp chì. Một quyển sổ lò xo thú. 3 tập phân trang. Một thước gỗ. Hai cục tẩy. Và gồm 26 chiếc bút, một bút nhớ dòng, một bút tháp, 26 chiếc bút các loại các bạn nhé. Với đơn hàng của bạn, chúc tặng cho bạn một tập phân trang mèo và một gọt chì cú. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn.
Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn tra trên trang Vietnambot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Vân Anh. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn tất cả các bạn. Shop chào các bạn.